thánh đế khổ tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là thánh đế khổ thánh đế tập diệt đạo tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là thánh đế tập diệt đạo bốn tịnh lự tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là bốn tịnh lự bốn vô lượng tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là bốn vô lượng bốn định vô sắc tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là bốn định vô sắc Tám giải thoát tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là tám giải thoát. Tám thắng xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là tám thắng xứ. Chín định thứ đệ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là chín định thứ đệ. Mười biến xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là mười biến xứ. Pháp môn giải thoát không tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Năm loại mắt tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là năm loại mắt. Sáu phép thần thông tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là sáu phép thần thông pháp môn tam ma địa tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là pháp môn đà la ni Mười lực Phật tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tức là trí nhất thiết trí. Trí nhất thiết trí tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Quả dự lưu tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả dự lưu, quả nhất lai bất hoàn a à la hán tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả nhất lai bất hoàn a à la hán, quả vị độc giác tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả vị độc giác. Trí nhất thiết tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng quả vị giác ngộ cao tột của chư phật tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì sao? Vì hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận, hoặc chân như của thọ tưởng hành thức, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận.